Cách vẽ logo nổi tiếng của Sơn Tùng MTP bằng PowerPoint. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật bo tròn ở nửa trên. Sau đó, mọi người giữ Shift xoay sang phải 90 độ, rồi điều chỉnh kích thước cùng độ bo tròn sao cho phù hợp. Tiếp theo, chúng ta giữ Ctrl kéo hình ra ngoài để nhân đôi. Khâu thứ hai, chúng ta vẽ thêm một hình chữ nhật, rồi chọn cả hai hình vào Shape Format, vào Mesh và chọn Union để hợp nhất hai hình làm một. Mọi người đổi màu của hình chữ nhật vừa nhân đôi, rồi điều chỉnh vị trí kích thước giống như trong video hướng dẫn. Sau đó, mọi người lại vẽ thêm một hình chữ nhật nối với hình vừa đổi màu. Chúng ta giữ Shift chọn hình gốc trước, rồi chọn các hình còn lại vào Shape Format và Mesh, chọn Subtract để cắt đi phần giao nhau. Bước cuối cùng, chúng ta vẽ thêm một hình chữ nhật dài và mảnh, giữ Shift xoay sang trái 90 độ, rồi di chuyển giao với hình gốc. Mọi người lại chọn cả hai hình vào Mesh, chọn Subtract. Lúc này chúng ta sẽ được chữ T cách điệu giống như số 1 để qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu của Sơn Tùng. Và lúc này chúng ta chỉ cần lồng một họa tiết đa giác vào làm nền cho chữ TP thì mọi người sẽ được ngay kết quả giống với logo nguyên bản của Sơn Tùng. Chúng ta có thể tham khảo thêm các video hướng dẫn PowerPoint dành riêng cho Sơn Tùng tại niceslide.vn/sơntùng. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại niceslide.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của niceslide, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.